Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. RAM DDR5 thế hệ kế nhiệm cho RAM DDR4. Tuy nhiên có rất nhiều câu hỏi xoay quanh cái yếu tố về RAM. RAM ở trên máy tính là một yếu tố cần thiết và thực sự cẩn thận khi mà sử dụng. RAM không chuẩn thì máy sẽ không chạy. Trông giống như kiểu là anh em nhìn thấy ở trên những mẫu cầu đồ họa, chúng ta có một khái niệm gọi là video RAM hay gọi ngắn gọn là VRAM. Những cái thế hệ đó luôn được cải tiến theo từng năm và thay đổi liên tục. Chúng ta có RAM GDDR6, GDDR6X, ngày xưa thì có là GDDR5X, nói chung là rất nhiều. Tuy nhiên thì với RAM desktop thì lại hơi khác một chút, khi mà một thế hệ RAM có thể kéo dài từ 3 đến 4 năm hoặc thậm chí là chục năm như RAM DDR4. Điều đó cũng tốt bởi vì giá thành sản phẩm sẽ ngày càng tốt và giá như vậy thì nhiều anh em game thủ có thể mua được. Và với cái thế hệ phổ biến nhất hiện tại đó chính là RAM DDR4 và cái thế hệ cải tiến của DDR4 là DDR5. Thế nhưng hiện tại anh em cảm thấy là vẫn có nhiều RAM DDR4 trên thị trường, đơn giản bởi vì RAM DDR4 có quá nhiều. Mình sẽ ví dụ đi, chúng ta có những kit RAM DDR4 của Kingston với rất nhiều dòng như kiểu Kingston Fury Beast với bus RAM từ 3000 cho đến 3600 có quá nhiều trên thị trường, anh em hoàn toàn có thể mua được cực kỳ dễ dàng. Vậy thì tạm bỏ qua cái yếu tố phổ biến của RAM 4, vậy thì RAM 5 có điều gì đáng để chúng ta quan tâm và sử dụng như nào cho hiệu quả? Mình sẽ lấy ví dụ luôn. Ở đây mình đang có một kit RAM Kingston Fury Beast DDR5 với bus RAM rất cao, anh em đoán xem là bao nhiêu? Cụ thể là 5200. Thì đây là một chọn bus RAM cực kỳ ấn tượng. Và nếu như chúng ta xét ở trên khía cạnh RAM 4 thì RAM 4 cái bus RAM thấp nhất sẽ là 2133, còn với RAM 5 bus RAM thấp nhất sẽ là 4800, và con số chênh lệch nghe qua thì đã là gấp đôi. Còn với XMP thì với cái thanh này sẽ là XMP stock mà anh em có thể đạt được khi mà mở trong BIOS là 5200, đạt được cực kỳ dễ dàng, một click là đạt luôn. Thì với những cái bộ kit RAM cao cấp hơn của Kingston thì hoàn toàn có những thanh RAM, những cái bộ kit RAM có thể đạt được bus RAM là 6400. Tuy nhiên thì đấy là một câu chuyện khác mà chúng ta tập trung chính vào yếu tố bus RAM. Thì với bus RAM cao hiệu quả sẽ như nào? Nếu như anh em nào mà thử nghiệm với game thì thực sự cũng không có cách khác biệt quá rõ ràng. Đây là do game hiện tại chỉ tận dụng được tới như vậy, chứ không phải là yếu tố do thanh RAM bus cao mà cả đồ họa hay CPU nó không theo kịp. Game nó yêu cầu như thế thôi. Tuy nhiên đối với yếu tố khác là khi chúng ta làm việc thì bus RAM cao lúc này sẽ cải thiện được hiệu quả. Thì với một phần mềm như Adobe Premiere Pro và Adobe After Effects, hai phần mềm này anh em khi mà làm việc thì chúng ta có thể liên kết được với nhau. Thì với Adobe After Effects thì khi mà cái tốc độ truyền tải của RAM DDR5 rất lớn thì anh em là render video hoặc là khi preview, thì với After Effects thì những cái bộ kit RAM D5 sẽ cải thiện hiệu suất làm việc rất cao khi so với một kit RAM D4. Thì với một kit RAM D5 chúng ta cũng có một số những lợi thế như là trên những thanh RAM này, thì đây là một thanh RAM có 16GB. Thông thường thì anh em sẽ thấy là 16GB chúng ta sẽ có 16 chip nhớ 1GB. Với kit RAM D5 thì chúng ta có thêm một cái chip nhớ ECC để có thể tự sửa lỗi và cũng hạn chế được phần nào việc xanh màn hình. Với lại chúng ta đang có một cái thứ mà gần như anh em game thủ sẽ không quan tâm, đó chính là cái điện tiêu thụ của RAM DDR5 sẽ thấp hơn một chút khi so với RAM DDR4. Ai mà ép sung mới quan tâm thôi, còn game thủ thì chúng ta chỉ cần cắm vào và sử dụng. Thì cái điều quan trọng nhất đây mà khi chúng ta mua RAM 5 mà hơn hoàn toàn khi so với RAM 4, đó chính là một thanh RAM 5 có sẵn dual channel. Tức là khi mà chúng ta sử dụng RAM 4 muốn sử dụng dual channel chúng ta sẽ phải cắm hai thanh. Thế nhưng bây giờ với RAM 5 chúng ta chỉ cần một thanh thôi cũng đã có dual channel rồi. Chúng ta sẽ tiết kiệm được một slot nếu như trên main của anh em chỉ có 2 RAM. Và thành phần về mức giá cũng như về khả năng hỗ trợ thì chắc chắn chúng ta sẽ cần phải thêm thời gian trong tương lai, bởi vì RAM 5 chắc chắn sẽ thay thế hoàn toàn RAM 4 và mức giá thì càng ngày sẽ càng cạnh tranh hơn khi mà so với mức giá vừa ra mắt so với bây giờ. Thì những cái bộ kit RAM 5 đây cũng đã được cải tiến mức giá thêm rất nhiều rồi. Ở đây thì có anh em nào đang sử dụng RAM DDR5 hay không, và nếu như anh em nào mà đang sử dụng thì có đang sử dụng những kit RAM Kingston Fury Beast hay không, bởi vì trên thị trường chúng ta có ít RAM 5 lắm, chủ yếu đến từ Kingston thôi. Thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video và đường link của sản phẩm mình sẽ để ở trong phần mô tả để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.